Trên một bức tường có 3 viên đạn được bắn vào 3 thời điểm khác nhau. 3 viên đạn này được bắn theo thứ tự. Tuy nhiên, khi mà người ta phát hiện thì chỉ nhìn thấy được cái dấu vết của 3 viên đạn này thôi, chưa xác định được viên đạn nào là viên đạn bắn đầu tiên. Một câu hỏi đặt ra dành cho các bạn, nếu như các bạn là một người giám định y pháp thương tích do hỏa khí gây ra, thì các bạn sẽ cho rằng lỗ đạn ở vị trí thứ mấy là lỗ đạn được bắn đầu tiên? Trong hình thì Phúc cũng đã để cho các bạn là vị trí của 3 lỗ đạn là 1, 2, 3. Các bạn có thể nhìn và quan sát, sau đó các bạn suy luận và các bạn comment điều đó dưới đây. Lỗ đạn ở vị trí số 2 là lỗ đạn bắn đầu tiên. Sở dĩ vì sao mà Phúc kết luận như vậy thì các bạn có thể quan sát là cái đường nứt của vị trí lỗ đạn số 2 nó khác xa so với cái vị trí đường nứt của lỗ đạn số 1 và số 3. Số 1 và số 3 cái vị trí đường nứt của nó khi mà nó kéo dài nó tới vị trí số 2 là nó dừng lại rồi. Đó, thì dựa vào những cái dấu hiệu này thì mọi người có thể kết luận rằng là vị trí số 2 là vị trí đầu tiên. Thì thông qua cái video này thì Phúc cũng sẽ chia sẻ cho mọi người một số kiến thức mà thật ra là Phúc cũng không phải là chuyên môn lắm. Phúc cũng tìm hiểu và Phúc chia sẻ cho mọi người thôi về những cái loại súng cũng giống như là cách mà xác định được cái lỗ đạn nào là lỗ đạn đầu tiên. Thì mọi người cũng sẽ theo dõi cùng Phúc ha. Để mà các bạn xác định được cái hung khí gây ra, đầu tiên là các bạn phải quan sát cái dấu vết của thương tích đó. Rồi các bạn phải xác định được cái tầm bắn của họ là ở cự ly bao nhiêu. Và sau đó các bạn dựa vào cái hình dáng của kích thước của cái vết thương đó, các bạn sẽ suy ra được là cái viên đạn đó là viên đạn gì, hình gì, để mà chúng ta xác định được cái loại đạn sử dụng. Rồi từ cái loại đạn sử dụng đó thì chúng ta sẽ xác định được cái loại súng sử dụng, bởi vì mỗi loại súng nó sẽ có những cái loại đạn phù hợp để mà sử dụng khác nhau. Và cái này được gọi là cái nghiệp vụ điều tra, nghiệp vụ giám định y khoa về thương tật do hỏa khí gây ra. Thì chia sẻ với các bạn luôn, đối với tầm bắn thì người ta sẽ chia làm 3 loại, đó là tầm kề, tầm gần và tầm xa. Thì tầm kề này nó sẽ có tầm kề không hoàn toàn, tầm kề hoàn toàn và tầm kề nghiêng. Đối với tầm kề hoàn toàn thì một cái đặc điểm để các bạn có thể nhận dạng là cái lỗ ra của nó. Ví dụ như bắn từ vị trí này sang vị trí này đi thì cái lỗ ra bên đây của nó sẽ gọi là nó rộng hơn so với cái lỗ vào. Và đối với cái tầm kề hoàn toàn này thì các bạn sẽ thấy là ở bên trong cái vết thương của mình nó sẽ có những cái hầm phá nham nhở lắm các bạn. Đó, và bên trong cái hầm phá này nó sẽ có một cái màu hồng. Một cái màu hồng tươi. Còn đối với tầm kề không hoàn toàn thì các bạn có thể thấy là những cái vết thương mà do cái tầm kề không hoàn toàn bắn ở trên da của mình thì nó sẽ có một cái dấu hiệu là ám khói. Và nó sẽ không có cái hầm phá phía dưới, bởi vì những cái vết thương ở bên nó sẽ được thể hiện ở bên ngoài nhiều hơn và nó nham nhở bên ngoài. Đó, thì các bạn sẽ thấy có dấu hiệu ám khói và nó sẽ không có những cái mảnh thuốc súng trong đó. Đây là cái tầm kề không hoàn toàn nha các bạn. Còn đối với tầm kề nghiêng thì nó sẽ, cái vết thương thì nó cũng sẽ giống như tầm kề không hoàn toàn, nhưng mà ngược lại thì nó sẽ có một cái vết dài, do là mình bắn xuyên dài các bạn, thì nó sẽ có một cái vết dài trên cái bề mặt của cái chỗ mà mình bắn. Và hơn nữa là nó sẽ có để lại một cái mảnh thuốc súng nào đó, do là cái sự ma sát nè. Đó, thì Phúc vừa giới thiệu sơ sơ cho mọi người về cái tầm bắn thôi, chứ nó còn rất là nhiều cái kiến thức khác nữa mà bản thân Phúc cũng còn phải bổ sung rất là nhiều về tầm xa cũng như là tầm gần nè, rồi bên cạnh đó là góc bắn như thế nào nè, rãnh xuyên, rồi nói chung là rất là nhiều cái thuật ngữ khác nhau trong cái trường hợp này. Do đó là không phải là dễ dàng để mà xác định được một cái vết thương nào đó do một cái vật nào đó gây ra đâu các bạn, mà cũng đòi hỏi là chúng ta phải có một cái quá trình giám định y khoa dành cho những người có chuyên môn trong cái lĩnh vực này. Đó, thì Phúc rất là khâm phục những cái anh chị và những cô chú đã có những cái kiến thức rất là hay ho trong cái việc mà giám định pháp y và giám định y khoa do thương tích gây ra. Thì các bạn biết là để mà xử lý về những cái tội mà liên quan đến hình sự thì người ta cũng phải xác định được cái hung khí, bởi vì hung khí là một trong những cái vật chứng rất là quan trọng để mà ảnh hưởng đến cái quá trình giải quyết của vụ án. Cho nên là đòi hỏi để mà xác định được hung khí, vết tích đó có phải là do hung khí gây ra hay không, thì người ta cũng phải giám định rất là kỹ về cái phần này. Cái lưu ý mà Phúc học hỏi được khi mà các bạn muốn tìm hiểu về cái lĩnh vực này, hoặc là xác định cái vết đạn này do cái hung khí nào gây ra và tầm bắn như thế nào, thì các bạn cũng phải chú ý là xem là cái vị trí bắn, cái tầm bắn nó có bị dướng những cái vật cản hoàn cảnh nào hay không, hay còn gọi là hoàn cảnh. Các bạn phải xem xét cái hoàn cảnh xung quanh, xem là cái vị trí mà bắn đến cái vị trí mà bị trúng đạn á, trong quá trình viên đạn bay trong không gian á, thì nó có bị ảnh hưởng bởi những cái yếu tố này hay không, bị vướng bởi những vật cản nào hay không, bởi vì chính những cái đó nó cũng làm cho những cái vết thương của mình nó biến đổi và nó khác đi một chút xíu. Đó, thì trên đây là những cái chia sẻ của Phúc xung quanh cái câu đố này. Và nếu các bạn cảm thấy những video này nó hay và giá trị, hứng thú với các bạn, thì các bạn hãy đăng ký và subscribe kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Và đồng thời là hãy comment ý kiến của bạn ở phía dưới video này, Phúc sẽ dành thời gian để trả lời của các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.